Rí rồi lơ tơ mơ một cái là không bắt kịp theo trend. Hello mọi người, tụi mình là Angie và Mít Tho nè. Sơ hở là ra quán mới, tết không có kịp luôn hà. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến xe bánh gà nằm ở góc ngã ba của đường Trần Hưng Đạo và ấp Bắc, nằm kế bên tiệm bánh flan Thanh Thúy, cái tiệm bánh flan sữa bò tươi đó mọi người. Đây là một cái xe nhỏ thôi, nằm ở một góc kế bên cạnh. Ở đây cũng có vài món nhưng mà hôm nay tụi mình sẽ thử món bánh gà. Xe này sẽ mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, chỉ bán mang về, không có chỗ ngồi tại chỗ nha mọi người. Đầu tiên sẽ là bánh gà truyền thống 6.000 một cái. Đợi dầu nóng và bỏ cái bánh gà vô, vớt lên một cái thơm phức luôn trời ơi. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái bánh gà ra nè. Bánh gà thì nóng hổi, cáo như một cái giòn rụm luôn ha. Cái món này dạng nó sẽ khô khô nha, ăn chung với tương ớt hoặc tương cà đều được. Quết miếng tương ớt rồi cắn thử một cái, tôi thấy tương ớt cay là tôi chịu rồi đó. Bánh gà phô mai này không chỉ khác ở bên trong mà còn khác về hình dáng bên ngoài, là dạng viên tròn khi mà vừa mới chiên xong nóng hổi luôn, kéo ra nó sẽ thành phô mai có sợi như thế này. Và mình thấy cái bánh này thì phần nhân nó nhiều hơn cái bánh gà truyền thống, cảm nhận được cái cà rốt và cái miếng gà nho nhỏ luôn. Tuy nhiên cái món này có một nhược điểm là mọi người phải ăn liền thì mới thấy phô mai kéo sợi nha, để lâu quá phô mai nó sẽ bị đông lại. Còn đây là bánh gạo lắc, cái lớp bột ở bên trên là phô mai kết hợp chung với cái miếng màu xanh lá cây này, giống như cái phần rau trong cái bánh AFC á mọi người. Tôi nghe cái mùi xem như vậy thì bánh gạo chiên lên cái lớp bột bên ngoài nó giòn, bên trong nó dẻo nó dai, quết thêm miếng phô mai nữa. Rồi mọi người đã tưởng tượng ra được chưa? Nói chung là các món ngày hôm nay khuyến khích, cực kỳ khuyến khích mọi người là phải ăn liền để cảm nhận được cái độ nóng và độ ngon ngay thời điểm đó của nó.